Chào các bác, hôm nay em Đức sẽ đến với các bác có một cái sản phẩm, giới thiệu về một cái sản phẩm mà phải nói là mới, hàng mới về của bên shop chúng em. Chúng em là Kobe Shop, shop chuyên hàng xách tay Nhật Bản, Hàn Quốc, hàng xách tay từ khắp nơi trên thế giới về. Hôm nay thì em mang đến nhà mình một cái sản phẩm, đó là cái nồi lẩu. Sắp tới nhà mình trong cái mùa đông sắp tới, mùa lẩu sắp tới thì nhà mình có thể sử dụng. Nồi lẩu của em là một cái nồi lẩu của một hãng cực kỳ nổi tiếng của Hàn Quốc, mang tên là hãng Kasamam, hiểu nhé, Kasamam này, trong chữ này chữ Kasamam trong tiếng Hàn này. Cái nồi lẩu này là một cái nồi lẩu dung tích là 3 lít, 2 trong 1, một cái phần bên dưới là nồi lẩu và bên trên là nồi hấp. Đây là chính là cái hộp của nó. Đấy, em vừa mở ra, bây giờ em sẽ giới thiệu, em sẽ review cho nhà mình xem về cái sản phẩm, cái nồi lẩu này. Ok, này cả nhà mình ngắm nhìn đây. Đây chính là cái sản phẩm nồi lẩu Kasamam của hãng Kasamam Hàn Quốc nổi tiếng mà em đang muốn giới thiệu cho cả nhà mình. Nói đến đáy nồi thì được làm phủ một lớp giống như là lớp chống dính. Nhìn rất là chắc chắn và cẩn thận. Xoay quanh nhà mình xem nhé. Kiểu dáng thì Hàn Quốc thì người ta thiết kế thì rất là ưng ý, rất là vừa mắt rồi. Dưới đáy nồi thì người ta có ghi các cái thông số. Nhà mình thấy không, cái nồi này nồi 1000W thì mình nhé. Để sản xuất là năm 2020 này, vào tháng 3 năm 2020 nhé. Đấy, hàng này là hàng mới về thôi. Của Hàn Quốc thì cái điện áp sử dụng là 220V, giống như của nhà mình rồi. Chính vì thế mà rất là dễ để sử dụng. Cái nồi này thì tính để sử dụng thì rất là dễ thôi. Đầu tiên là ở chế độ off này. Người ta có hai chế độ nấu lẩu, là một chế độ là lửa bình thường này, là một chế độ lửa rất là to, đúng không ạ? Nồi này thì chúng ta phải cắm điện. Cắm vào nguồn điện là 220V thì em nha. Cái vung của nó đây. Đây chính là cái vung rất là đẹp của chiếc nồi Kasamam. Ngoài ra thì cái nồi này gọi là nồi 2 trong 1, bởi vì nó còn có một cái còn ngoài tính năng là ăn lẩu ra, chúng ta cho nước, chúng ta cho đồ vào đây, chúng ta nấu lẩu. Ngoài ra chúng ta có thể hấp, chúng ta cho nước vào đây, sau đó chúng ta bỏ cái đế nồi này, cái đế nồi bằng inox này, đẹp và chắc chắn như thế này. Chúng ta để vào đây, chúng ta để đồ chúng ta cần hấp lên đây, sau đó chúng ta đậy vung vào, chúng ta đun, chúng ta vặn thôi là nó sẽ hấp cho nhà mình. Sản phẩm phải nói là 2 trong 1, rất là tiện dụng, nhiều tính năng đúng không? Cơ động hữu dụng cho gia đình. Và quan trọng là giá hàng Hàn Quốc chuẩn xịn luôn, nhưng cái giá của nó thì lại rất là rẻ anh chị em nhé, giá thì vô cùng rẻ, vô cùng hợp lý. Nồi vừa nấu vừa hấp, anh chị em nhà mình nếu mà ai có nhu cầu một cái món hàng đẹp như thế này, xịn như này, sang chảnh như này, mà hẹn liên lạc với em Đức ngay nhé. Em Đức chuyên hàng xách tay Hàn Nhật hay là châu Âu, rất là hân hạnh được nói chuyện, được làm việc với anh em.